Người có ba điểm vàng này càng sống càng phúc dày, nửa đời về sau giàu sang phú quý. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, mỗi người đều hy vọng bản thân có cuộc sống may mắn, thuận lợi và giàu sang phú quý. Thực tế, cuộc đời của bạn có thuận lợi hay không đều do bản thân mà ra. Muốn có được vận mệnh tốt, bản thân mỗi người phải tự cố gắng đi lên. Thông thường những người càng sống càng có phúc, hưởng trọn sự may mắn thường sở hữu ba điểm vàng sau đây. 1. Đôi tai biết lắng nghe. Đôi tai giữ vai trò lắng nghe, tưởng chừng đó là điều hiển nhiên, nhưng thực tế, kỹ năng lắng nghe có thể quyết định sự thành bại của một người. Không chỉ giúp chúng ta thấu hiểu, kết nối, bồi đắp thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp, lắng nghe còn là thấu hiểu cảm xúc bản thân, sắp xếp tốt suy nghĩ và kiến tạo thế giới nội tâm. Có một câu chuyện thế này. Một công ty điện thoại gặp phải khách hàng rất khó tính, anh ta không trả những khoản phí mà anh ấy cho là vô lý. Thậm chí vị khách này còn viết bài đăng chê bai về dịch vụ của công ty và trình đơn kiến nghị, khiến danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề. Sau đó, công ty đã cử một nhân viên chăm sóc khách hàng đến gặp anh. Người nhân viên chỉ im lặng lắng nghe vị khách hàng phàn nàn trong suốt 3 giờ đồng hồ. Anh ấy không bao giờ ngắt lời, giải thích hay ngụy biện. Tuy nhiên trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, chỉ bằng một câu nói, người nhân viên đã thuyết phục được vị khách này thanh toán tất cả các hóa đơn trước đó, chưa trả và rút đơn. Rõ ràng, kỹ năng lắng nghe là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết trong cả công việc và cuộc sống. Socrates có nói rằng, Chúa ban cho con người hai tai và hai mắt, nhưng chỉ có một miệng để chúng ta nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Người biết lắng nghe, cho dù kiệm chữ như vàng, nhưng những lời họ nói ra lại rất có trọng lượng và khí phách. 2. Miệng biết nói lời khôn khéo. Người xưa thường nói, phúc họa từ miệng, cửa miệng con người giống như chiếc ống đựng tiền, bạn giữ ống khéo thì phú quý mới được tích lũy, ngày một nhiều thêm. Còn nếu vô tình để chiếc ống rơi nghiêng, dù vất vả khó khăn đến mấy, phú quý cũng chỉ đến rồi lại đi mà không thể giữ lại được. Thành công không chỉ xuất phát từ tài năng mà còn có sự đóng góp quan trọng từ các mối quan hệ. Trong kết giao với người, quý nhất vẫn là chân thành. Người nào có tài ăn nói khéo léo, cộng thêm tình cảm xuất phát từ đáy lòng thì càng tiến càng thuận lợi, càng bước càng thênh thang, đường đời lúc nào cũng rộng mở. Từ lâu trong lịch sử các cuộc chiến, lời nói có thể có sức mạnh ngang với một đạo quân khi phát huy tác dụng trong thương thuyết đàm phán. Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi là một ví dụ điển hình. Thông qua ngôn từ, người ta có thể chuyển bại thành thắng, biến mất thành được. Có một sự thật rằng, sức mạnh của ngôn ngữ không bao giờ là nhỏ bé. Lời nói của một người có thể phản ánh trái tim, thậm chí là thay đổi vận mệnh của chính họ cũng như những người xung quanh. 3. Đôi mắt tinh tường thế sự. Đôi mắt sinh ra không phải là để soi xét điểm yếu của người khác, mà là để chú ý đến điểm mạnh của họ. Đôi mắt khôn ngoan là đôi mắt biết nhìn ra điều hay lẽ phải ở đời. Một người thực sự thông minh sẽ tập trung vào điểm mạnh của người đối diện và sử dụng điều này như một bài học để thay đổi suy nghĩ và cách làm việc của bản thân. Trong bộ phim truyền hình Thời đại thức tỉnh, một hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm đã lập tức tuyển dụng nhân tài ồ ạt. Ông bao dung với khuyết điểm và trân trọng những ưu điểm của họ. Ngay cả khi ứng viên có những quan điểm trái ngược với suy nghĩ của ông, vị hiệu trưởng này cũng không quá quan tâm. Dù chỉ là một thanh niên mới tốt nghiệp, nhưng nhìn thấy điểm sáng của họ, ông cũng cố gắng mời về làm giảng viên tại trường. Như câu nói, người dùng thiện đối đãi nhất định sẽ nhận về những điều tốt đẹp. Theo như tình tiết trong phim, một thời gian sau, ngôi trường này trở nên nổi tiếng và đào tạo ra nhiều học sinh tài năng. Mỗi người chúng ta cần học cách dùng đôi mắt sáng suốt để quan sát ưu điểm và bỏ qua những khuyết điểm của mọi người xung quanh. Điều này không chỉ khiến họ cảm thấy được công nhận, mà chính bản thân bạn cũng trở nên đáng được trân trọng và gặt hái được nhiều may mắn tiềm ẩn. Sở hữu những đặc điểm trên chứng tỏ bạn là người đáng nể, cũng vô cùng đáng tin, giành được thiện cảm của mọi người, đồng thời năng lượng tích cực của bạn còn có thể cuốn hút, cảm hóa và khích lệ người khác, dễ dàng có được ấn tượng tốt và sự giúp đỡ. Quý vị thân mến, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, việc gì trên đời cũng đều có nhân quả, chúng ta chẳng thể trách được bất cứ ai. Cuộc sống, số phận tốt đẹp do chính bản thân ta tạo ra. Cuộc sống, số phận khổ sở cũng do chính bản thân ta tạo ra.
những người càng sống càng khổ sở, phúc đức càng sống càng tiêu hao, phần lớn đều có chung 5 đặc trưng sau đây. Nếu nhìn thấu bản thân, biết sai và có thể sửa, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được vận mệnh của chính mình. Còn không, cuộc đời sẽ càng lúc càng bế tắc, đi vào ngõ cụt. Hãy xem 5 nét đặc trưng đó là gì. 1. Thường xuyên nhìn vào điểm yếu của người khác. Có một số người luôn tự cho rằng mình cao quý, xem thường người khác. Khi người khác vừa mở lời, họ lập tức phản bác, chỉ ra nhược điểm của họ, khiến họ xấu hổ, mất thể diện. Thế nhưng với khuyết điểm của bản thân, những người này lại vô cùng khoan dung, không cho phép người khác bêu xíu, thậm chí sẽ thù hằn nếu bị người khác bóc mẽ. Những người chỉ biết nhìn vào nhược điểm của người khác, ngoài việc cho thấy bản thân chưa tu dưỡng đủ, họ còn đang tự hạ thấp giá trị của chính mình. Một người không tốt xấu, thường cái miệng cũng chưa được tu dưỡng. Họ thường nói những lời hằn học, thiếu tính tích cực. Cũng từ đó mà hành vi cử chỉ của họ bị ảnh hưởng, số phận vì thế càng lúc càng tệ hơn. 2. Tham lam. Người có lòng tham cho dù là nhiều tiền của cũng vẫn không cảm thấy đủ, vẫn cảm thấy số mình khổ sở. Làm người phải biết đủ mới có thể thường xuyên cảm nhận được niềm vui. Người không biết đủ cuối cùng sẽ thường rơi vào cạm bẫy của lợi ích, lòng càng tham sẽ càng bị sa lầy sâu. 3. Thích so bì. Có một số người sống rất thích so bì, thường có tâm lý đố kỵ ghen ghét những người có điều kiện tốt hơn mình. Tuy nhiên trên thực tế, mỗi người đều trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình, cuộc đời cũng không đến nỗi quá tệ. Người thích so bì thường có lòng dạ hẹp hòi, nhìn thấy những người khác sống tốt là không vừa mắt. Khi họ nhìn thấy khoảng cách giữa bản thân và người khác, họ sẽ chẳng tĩnh tâm mà suy nghĩ, phản tỉnh, khiêm tốn học điều tốt của họ. Những người như vậy có thể bản mệnh vốn dĩ không khổ sở, nhưng vì tâm địa hẹp hòi, không đủ bao dung người khác mà phúc báo của bản thân ngày càng ít đi. 4. Thích thể diện. Trong xã hội ngày nay, nhiều người luôn cho rằng muốn thành công là phải có thể diện. Khi một người sống vì thể diện, họ sẽ luôn phải đoán ý người khác để lựa theo họ, vì nghĩ rằng chỉ có như vậy người ta mới nói những lời tử tế, cư xử lịch sự với mình. Thế nhưng trên thực tế, những lời hay ho tốt đẹp mà người khác nói với chúng ta chưa chắc đã là những lời thật lòng, chỉ là dễ nghe mà có khi chẳng hề chân thật. Không chỉ vậy, những người thích thể diện cũng không dám đường đường chính chính ứng xử với người khác. Khi bị bắt nạt, có khi cũng chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Cũng vì thích thể diện nên khi qua lại với bạn bè thân thiết, thường thích đem những điều tốt đẹp đến cho họ mà không biết cách từ chối, khiến bản thân càng lúc càng bế tắc, khổ sở. 5. Không thể tĩnh tâm. Người không thể tĩnh tâm, tâm trạng luôn bấn loạn, bứt rứt, sẽ dễ bị sự phẫn nộ thao túng. Một khi gặp phải chuyện không như ý, sự giận dữ sẽ xuất hiện vì nóng này mà không thể đánh giá sự việc theo lý tính, không thể suy nghĩ chín chắn, thấu đáo, từ đó dẫn đến làm việc dễ phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, sự tức giận lại càng tăng lên, càng căng thẳng hơn. Lâu dần, hậu quả của vòng luẩn quẩn ấy không chỉ khiến hiệu suất công việc giảm sút mà còn phá hủy các mối quan hệ xã giao, xung đột, mâu thuẫn với người khác cũng nhiều lên. Những rắc rối do bản thân tạo ra càng nhiều, cuộc đời khó có thể bình yên, tự tại.